Xin chào cả nhà đã đến với lại kênh Lê Cốc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món chay ha. Đó chính là món đậu hũ kho tương hộp. Đây là tương hộp nè mọi người ha. Tương hộp này là tương hộp loại rất là ngon, rất là sệt, rất là kẹo nè ha. Tương hộp nó có màu đen đậm. Có một loại tương hộp nữa nó sẽ lỏng hơn và nó màu nâu nâu. Thì các bạn có thể dùng loại tương hộp nào cũng được hết, đều ngon như nhau. Rồi, vậy là nguyên liệu chính của mình là gồm có là tương hộp và đậu hũ. Ở đây mình có kèm một vài gia vị để mình kho chung ha. Ví dụ như đây đường, tại vì tương hộp nó sẽ mặn mặn á ha. Thì mình sẽ nêm một ít đường vô cho nó ngon. Rồi một ít bột ngọt, rồi giảm thêm ít muối cho đậm đà thôi ha, ít thôi. Và một ít dầu ăn nè, để cho cái nồi kho mình sẽ bóng bóng lên một tí. Và rau ăn kèm ha. Nói chung rau ăn kèm thì bạn có rau nào thì mình ăn rau đó thôi. Thì đây là loại salad son tím, thì mình ở ngoài vườn có một ít đó thì mình hái vô mình ăn kèm thôi. Bạn nào thích ăn rau gì thì mình ăn kèm rau đó thôi. À quên nữa, bây giờ mình sẽ ra vườn mình hái thêm một vài quả dưa leo nữa ha, để mình ăn kèm với món này. Mình rất thích ăn dưa leo giòn giòn mà chấm với lại cái tương hộp kho này nữa là ngon, ăn ngon cực kỳ luôn. Ta-da, vậy là mình đã có thêm được một vài quả dưa leo rồi đây. Rồi và bây giờ mình sẽ điểm danh lại một số nguyên liệu cần thiết cho món đậu hũ kho tương hộp này nha. Đối với đậu hũ thì mình sẽ cắt thành những miếng vừa ăn như thế này. Đầu tiên trước khi bật bếp lên thì mình sẽ ướp với lại tương hộp luôn. Và mình sẽ cho một ít nước vô nữa ha. Tại vì tương hộp mình rất là sệt nên mình phải có thêm một ít nước vô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn. Đường nè. Muối bạn giảm ít thôi. Mình sẽ giảm muối cho đậm đà ha. Bột ngọt mình đun cho một ít thôi. Rồi mình xóc đều lên. Mà lưu ý ha, trên đậu hũ mình nó bể nhẹ nhẹ tay thôi. Rồi mình sẽ đậu hũ thấm một tí ha. Rồi sau khi mình trộn xong mình bật bếp luôn. Mình sẽ kho đậu hũ này nhỏ lửa thôi nha, để mình canh cánh đậu hũ mình bị bể. Khi đậu hũ sôi thì mình cho một ít dầu ăn vô ha, một ít thôi để cho phần đậu hũ mình sẽ mượt hơn, đẹp hơn. Bạn nào không thích thì mình không cần bỏ dầu ăn cũng được ha. Rồi phần đậu hũ mình nó đã thấm rồi nè. Rồi và bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn. Vậy là coi như là món kho mình đã hoàn thành rồi đó mọi người ơi.
Mọi người ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong thêm một món chay rất là ngon nữa. Đó chính là món đậu hũ kho tương hộp. Và các bạn cũng nhớ làm thử món này nha. Và đừng quên nhấn subscribe cũng như like và share video để ủng hộ kênh của mình nha.